có một bà lão sống trong một túp lều làm bằng rơm và gỗ trên một ngọn núi hẻo lánh. Mỗi ngày bà niệm Án Mani Bát Mê Ngưu bò, bởi vì có một lần bà nghe không đúng, giống như quý vị niệm Nam Hồng Danh. Đôi khi quý vị niệm không đúng, niệm đúng thì tốt hơn, đừng diện cớ, hiểu không? Quý vị thành đạo hay không tôi không biết, nhưng tôi biết có một vài người niệm sai. Mỗi ngày bà lão niệm Án Mani Bát Mê Ngưu, đôi khi người ta phát âm theo dùng nhiều, nhưng nó vẫn linh ứng. Họ nghĩ nó linh ứng. Khi lần đầu sang Đài Loan Formosa, tôi đến một ngôi chùa mà họ tụng kinh cả ngày. Họ tụng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, Đà Phật. Tôi ngạc nhiên khi nghe lời tụng kinh đó, nói như đậu phụ, đậu phụ, đậu phụ, Nam Mô đậu phụ, đậu phụ, đậu phụ. Ban đầu họ tụng Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó trở thành A Di Đà Phật, đậu phụ, đậu phụ, đậu phụ. Nó trở thành đậu phụ. Nhưng cũng linh ứng, nhất định là linh ứng. Nếu không họ tụng hoài để làm gì? Dù sao đi nữa, nó cũng linh ứng. Miễn nó linh ứng với quý vị là tốt rồi. Với sự chuyên tâm, tụng bất cứ gì đều có thể linh ứng. Không chuyên tâm sẽ không linh ứng. Nhưng nếu chuyên tâm và trí huệ khai mở, thì sẽ càng linh ứng hơn nữa. Chúng ta sẽ có thể đi vào sâu hơn bên trong chính mình và những góc quyền bí xa xôi của vũ trụ. Bà lão đó niệm Nam Mô gì đó mỗi ngày, Án Mani Bát Mê Hồng. Các vị thầy người Tây Tạng tụng như thế này, Án Mani Bát Mê Hồng, Án Mani Bát Mê Hồng. Bà lão không nghe rõ, bởi vì bà già cả, già lãng tai. Nó trở thành Án Mani Bát Mê Ngưu bò trong tai của bà, và bà lão cứ tụng như thế. Đôi khi tôi nghe họ dạy quý vị niệm Nam Hồng Danh, nhưng quý vị niệm lung tung hết, thậm chí sau khi được dạy một thời gian dài. Nên chuyện này chắc hẳn là có thật. Vì vậy, bà lão cứ tụng như vậy suốt mấy chục năm trời, không ai ngắt lời bà. Không vị Phật nào thấy phiền. Bò thì bò, có sao đâu. Dạng vật đồng nhất thể mà. Cho nên Phật không phàn nàn và bà lão cũng vui. Một lần nọ, một nhà sư đi ngang qua. Ông thấy nhà bà lão ban đêm phát sáng màu vàng kim. Cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có bầu từ trường tâm linh tốt như vậy? Ông đi đến đó để tìm đại thánh nhân hoặc đại Bồ Tát tái sanh. Nhưng ông không tìm được gì nào, ông không tìm thấy ai. Ông nghĩ ông nhìn nhầm hoặc vị thánh đó khó thấy, vô hình, hoặc vị thánh thấy ông đến gần liền ẩn mình đi. Ông không biết phải làm gì. Rồi ông thấy một bà lão đang dệt vải và tụng ngưu bò. Ông chỉ nghe thấy bò. Ông hỏi bà lão, có vị thánh nào sống ở đây không? Bà lão nói, không, tôi sống ở đây một mình. Ông nói, thật kỳ lạ, khi ở bên ngoài tôi thấy ánh sáng vàng kim tỏa ra. Nhân tiện cho tôi hỏi, tại sao bà tụng ngu bò? Bà tụng chú gì? Khi gõ mỏ vậy? Bà lão trả lời, thầy tôi, một vị lạc ma Tây Tạng đã dạy tôi pháp niệm Án Mani Bát Mê Ngưu bò này. Ngài bảo tôi tụng hàng vạn lần mỗi ngày. Tôi đã tụng như vậy mấy chục năm rồi. Nhà sư nói, à không phải Án Mani Bát Mê Ngưu, mà là Án Mani Bát Mê Hồng. Bà biết không? Hồng. Bà lão sửng sốt và nói, mấy chục năm qua tôi đã tụng sai. Trời ơi, xin lỗi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Đã dạy tôi Phật chú đúng. Bằng không, tôi sẽ không được giải thoát. Từ đó trở đi, bà lão bắt đầu tụng Án Mani Bát Mê Hồng. Sau khi dạy bà lão, nhà sư nghỉ qua đêm ở đó và ngày hôm sau rời đi. Và bà lão tiếp tục tụng Án Mani Bát Mê Hồng. Hồng, hồng, hồng. Khi ở bên ngoài, nhà sư lại không thấy ánh sáng nào. Ông cảm thấy kỳ lạ, tại sao ánh sáng không còn nữa? Nên ông trở lại và bảo bà lão,
thử đọc lại án Mani Bát Mi Ngư. Rồi bà lão tụng án Mani Bát Mi Ngư rất thành tâm. Bởi vì bà lão không quen tụng án Mani Bát Mi Hồng nên bà bị phân tâm. Bà lão không thể đọc từ ngữ cuối cùng. Nó nghe như là ha ha hoặc hu hu hoặc yêu yêu. Bà lão lắp bắp niệm. Nhà sư nói, thôi bỏ đi, cứ tụng án Mani Bát Mi Ngư. Rồi bà lão bắt đầu tụng lại. Nhà sư đi ra ngoài và lại thấy ánh sáng vàng kim. Điều này có nghĩa là sự tập trung rất quan trọng. Nhưng đừng viện cớ cho chính mình nhé. Quý vị phải niệm danh hiệu Phật rõ ràng. Được rồi, cảm ơn. Bây giờ mọi người thiền.